Dạ bạn, trong cái video này mình sẽ nói một cái what new của Mastercam 2019, đó là cái bodyboard. Đây không phải là một cái lệnh mới mà là một cái tính năng mới trong cái lệnh này thôi. Thì trong trường hợp này mình sẽ trình bày qua cái cách thực hiện. Trong trường hợp này mình có một cái chi tiết nó bị siêu như thế này. Thì nếu như mình gọi chức năng bodyboard ra để tạo một cái phôi bao quanh cái chi tiết màu xám này, thì nếu như mình chọn vào chi tiết ok thì nó sẽ các cái mặt chuẩn, cái mặt của nó sẽ lấy theo cái hướng của mặt C blend. Hiện tại ha, thì để giải quyết trường hợp này mình muốn nói về cái đó là trường hợp khi mà bạn muốn cái mặt này nó sẽ song song với cái mặt trên của cái chi tiết, thì lúc này bạn chọn vào Advanced, bạn chọn cái chức năng auto, thì tự động cái phần mềm nó sẽ bắt cái phương của cái mặt top này trùng với cái mặt của chi tiết, hoặc là bạn có thể chọn cách tự động, bạn chọn auto đúng không? Ngoài ra bạn có thể chọn bằng quay bằng cách là tự chọn, thì lúc này nó tự động nó sẽ hiện cái bodyboard này, cho nên bạn khó chọn, thì lúc này bạn chọn theo cái mũi tên này và chỉ là cái mặt của chi tiết cũng được. Ngoài ra bạn có thể tự thiết lập cái phương của cái mặt C blender để mình tạo cái bodyboard. Đó là một số trường hợp mà một số mặt trên chi tiết không hỗ trợ được, thì lúc này bạn có thể sử dụng bằng cách là manual. Thì ngoài ra bạn có thể tạo một cái mặt blend mới. Thì trong trường hợp một số trường hợp là bạn lập trình gia công thì bạn thường là xích lốc tốc độ luôn, thì lúc này bạn có thể đặt tên là B1 như hạt, và phải chọn là Gray Tool Blend. Ở đây mình set thành Current Tool Blend và set thành Work Coordinate System from New Tool Blend. Tuy nhiên phải chọn vị trí nào trên cái bodyboard này thì bạn qua bằng cái xích trở lại, thì lúc này cái chỗ này quyết định cái origin của cái bodyboard này ở đâu. Để trường hợp này mình lấy mình top đấy, cho ok. Thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái bodyboard, đồng thời cái plane nó sẽ tạo ra một cái plane góc độ mới ở đây, và góc độ mới nằm gì đó như thế này. Để trên đây mình đã nói về cái chức năng mới trong cái bodyboard của phiên bản Mastercam 2019.